Kính thưa anh chị em, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời là một lễ trọng, cho nên chiều hôm qua chúng ta đã có lễ vọng ở bên giáo hội Đông Phương. Người ta mừng lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác còn trong thể hơn chúng ta. Cho nên có hai tuần chuẩn bị trước khi mừng lễ Đức Mẹ lên trời. Hai tuần đó được gọi là mùa chay nhỏ, để so sánh với mùa chay lớn là năm tuần ăn chay trước khi mừng lễ phục sinh. Nói như thế để thấy anh chị em biết là bên giáo hội Đông Phương ta mừng lễ Đức Mẹ lên trời lớn như thế nào. Về mặt lịch sử thì chúng ta có một tài liệu của Thánh Gioan Damasceno. Ngài kể rằng ở trong cộng đồng Chalcedonia vào thế kỷ thứ 5, Hoàng đế Maxio của Roma lúc bấy giờ ngỏ ý là muốn rước xác Đức Mẹ về Roma. Thế thì Đức Giám mục của Jerusalem lúc đó mới nói với hội nghị rằng khi Đức Mẹ qua đời và được an táng trong mộ, thì sau đó Thánh Tô-ma tha thiết xin đẩy cái phiến đá che cửa mộ để cho Ngài được nhìn thấy Đức Mẹ lần cuối. Thế nhưng khi các Thánh Tông Đồ đẩy phiến đá sang một bên thì không thấy gì, xác Đức Mẹ không còn. Cho nên bên giáo hội Đông Phương cái ngày lễ này người ta gọi là lễ Đức Bà ngủ. Và sự kiện đó được kể lại như là thể hiện niềm tin của các tín hữu từ lâu lắm rồi là Đức Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nhưng mà mãi cho đến năm 1950 thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 mới chính thức công bố tín điều Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác. Và Ngài rất cẩn trọng trước khi tuyên bố, bởi vì Ngài gửi thư hỏi ý kiến các giám mục trên toàn thế giới. Và sau đó Ngài mới công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong ngày lễ trọng này thì có biết bao nhiêu điều để chúng ta có thể nói với nhau, soi sáng cho đời sống đức tin của mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em một điều thôi, là chúng ta mừng lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, chứ không phải chỉ có linh hồn. Cả hồn lẫn xác. Cho nên ngày lễ này là một dịp để mỗi chúng ta ý thức về thân xác của mình đây này. Trong lịch sử nhân loại, người ta nói đến một cái thuyết mà trong triết học gọi là nhị nguyên. Nhìn con người có xác, có hồn, và coi đó như là hai thực thể đối nghịch với nhau. Cho nên có những lúc mà con người ta đề cao linh hồn đến nỗi miệt thị thân xác. Và lại có những lúc khác, ví dụ như thời đại này, ta đề cao thân xác đến độ chả còn biết linh hồn là gì. Hai thái cực. Thế còn khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ thì mình thấy được gì? Mình thấy thân xác của Đức Mẹ trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thân xác của Đức Mẹ trở thành cung lòng thanh khiết để đón Thiên Chúa làm người ở nơi cực thánh. Chúng ta nhìn thấy bàn chân của Đức Mẹ đi những bước rất nhanh từ Nazareth đến nhà của bà Elizabeth để giúp đỡ bà trong cảnh khó khăn. Chúng ta nhìn thấy ánh mắt của Đức Mẹ trong tiệc cưới Cana
khám phá ra nỗi bối rối của đám cưới bởi vì hết rượu. Và mẹ tìm cách can thiệp. Cặp mắt ấy, bàn chân ấy, bàn tay ấy là gì nếu không phải là thân xác này? Và thân xác ấy đã trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Thân xác ấy trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và đó là lời mời gọi được gửi tới mỗi chúng ta trong ngày lễ hôm nay đấy. Kinh Thánh không nhìn con người theo cái kiểu nhị nguyên, nhưng mà Kinh Thánh nhìn con người toàn diện. Con người không chỉ là có xác, có hồn, mà con người là xác và hồn. Chúng ta đến với Thiên Chúa cũng như là đến với người khác bằng cả con người toàn diện của mình, chứ không phải chỉ bằng linh hồn và thân xác mà thôi. Anh chị em thấy không? Chúng ta đang ngồi trong nhà thờ này, mình đến với Chúa này. Mình đến với Chúa bằng môi miệng của mình, đọc kinh này, hát kinh. Mình đến với tha nhân bằng bàn tay giúp đỡ khi làm việc bác ái, bằng ánh mắt cảm thông chia sẻ lúc người ta gặp khó khăn. Đến bằng cả con người, thân xác linh hồn. Và ngược lại, môi miệng này, có khi bây giờ ca tụng Chúa đấy, mà có lúc khác nổi đoá lên, chửi bới người khác, nhục mạ người khác, lỗi đứa bác ái. Bàn tay này, có lúc thì để làm việc bác ái đấy, nhưng mà rồi biết đâu có lúc lại trộm cắp. Cái thân xác này ở trong nhà thờ rất là thánh thiện, nhưng mà biết đâu lại trở thành khí cụ của tội lỗi, gian dâm, ngoại tình, đủ thứ. Anh chị em thấy không? Con người toàn diện, chứ không chỉ xác hay là chỉ hồn. Và chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm Đức Mẹ đấy. Chiêm ngắm Đức Mẹ để thân xác của mình trở thành khí cụ của tình yêu, trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Và như vậy thì lời nói, việc làm, mọi hành động của chúng ta trở thành con đường dẫn mình đến với trời cao như Đức Mẹ nêu gương cho chúng ta. Thưa anh chị em, trong Kinh Tín Kính chúng ta tuyên xưng xác loài người sẽ sống lại. Và lễ Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là một lời xác quyết cho niềm tin đó, xác loài người sẽ sống lại. Vậy thì chúng ta hãy tuyên xưng đức tin, và không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng, xin Đức Mẹ giúp cho chúng ta biết sống niềm tin vào xác loài người sống lại bằng chính đời sống hàng ngày của mình. Amen.